Xin kính chào toàn thể anh em chiến hữu đằng xa và tất cả những anh em đồng nghiệp ha. Thì Tết Tây vừa qua anh em ha, thì đây quay cũng đến Tết ta rồi, thì cũng công việc mấy hàng ngày nay thì cũng khá là bận rộn ha. Thì em cũng cố gắng để hoàn thiện trả những cái đơn hàng cho anh em kích thủ đã ủng hộ máy bên em á. Thì hôm nay cũng hoàn thiện được ba cây máy ha, và những con máy đơn hàng sửa chữa và nâng cấp máy của anh em chiến hữu á ha. Thì hôm nay xin trả mấy đơn hàng này nha. Thì những đơn hàng máy mới em quay video, còn những đơn hàng máy cũ sửa chữa nâng cấp thì em chỉ gửi riêng cho chủ nhân máy thôi. Đó, thì cái quy cách và phong cách làm việc bên em là như từ đó giờ là vậy ha. Những cái máy sửa chữa nâng cấp em không có đăng lên, chung là cái đó mỗi chỗ có cái phong cách làm việc riêng, mong anh em thông cảm có vấn đề đó. Nếu mà nhiều khi anh em yêu cầu quay mà em không quay lên đó ha. Rồi thì xin thông báo thêm một vấn đề nữa ha. Thì chương trình tri ân khách hàng bên em vẫn đang hoạt động nha anh em. Thì như theo lịch thông báo thì đến ngày 29 tháng 2 mới hết hạn ha, kéo dài 2 tháng cho anh em mình. Anh em nào có quan tâm thì vui lòng liên hệ trực tiếp ha. Thì mỗi con máy được hỗ trợ cho anh em mình cái chi phí như là cái phần quà lì xì cho gửi đến anh em mình, thì anh nhân dịp năm mới ha. Rồi thì trả lời vấn đề trên video này thì trả hàng cho ba anh em chiến hữu tiếp theo bên em nha. Thì hôm nay xin trả hàng cho là con máy 4 phép nha nè, 4 phép lớn IGBT Auto, nguồn nước mặn ngọt lợ phèn tập chất ha. Và hai con máy còn lại là con máy 8 phép và 10 phép, là cũng là IGBT Auto, mặn ngọt lợ phèn tập chất luôn nha. Thì hôm nay thì cái máy 4 là dòng máy là chuyên bộ binh cho anh em mình ha. Hôm nay đặc biệt của video này là chỉ có máy nước là máy IGBT thôi nha anh em, không có máy nước chuyên hệ ngọt nha. Thì dòng máy này phù hợp cho anh em đánh dùng nước là ngọt lợ phèn tạp chất, những nguồn nước mà khó đánh á, đánh máy dòng máy nước ngọt kiểu máy anh em có thể là cũng gọi máy là NLC, máy D3 đó, đánh máy nóng máy hoặc là nó bị rút dòng hao bình đó, phèn tạp chất nặng đó, thì anh em có thể áp dụng vào những cái con máy như thế này. Dòng máy IGBT thì nó auto nguồn nước cho anh em mình đánh, nó không có bị tình trạng mà hư máy rút dòng cho anh em mình ha. Nó anh em mà có quan tâm liên hệ thì trả hàng cho anh em cái thủ ở Tây Ninh ha, và anh em ở Kiên Giang. Và anh em ở Bến Tre ha. Rồi thì cấu hình máy như thế này đây, thì mà anh em tham khảo ha. Thì bây giờ xin phép test con máy 4 nha, nó 4 kích lớn nha anh em. Thì đây nội thất bên trong máy ha. Cho anh em mình tham khảo ha, cận cảnh nha. Đây, 4 kích lớn nha. Thì máy thiết kế rất tỉ mỉ chi tiết. Đây thì còn nắp úp lại nữa là ok nha anh em ha. Thì khi hoàn thiện là như thế này nè. Thì đây có hai cặp cùng màu là cọ bóp nha, hai cặp khác màu hiện ra. Đó, thì anh em lắp vào đúng đây. Thì những con máy đi bộ thì hỗ trợ cho anh em mình dây cò thì tầm 1.7 nha. 1.7 là dây đồng, và được thiết kế là cái đây, thì thiết kế là cái phíp đồng đây ha, cò phíp đồng dày cho anh em mình luôn ha, rất chắc chắn. Còn những máy tầm trung á, vừa bộ vừa thiền thì hỗ trợ cho anh em mình dây là dài 3m nha. Rồi thì test máy sơ lược cho anh em mình tham khảo ha. Thì bên em thì bán bán máy thì bán theo chất lượng và giá trị con máy ha, bán kỹ thuật chứ không có bán kiểu đếm con tính tiền đó. Thì anh em lưu ý giùm em, mỗi chỗ thì mỗi có kỹ thuật khác nhau và giá cả khác nhau, không ai bán giống ai. Anh em mua máy thì nên muốn chọn theo cái giá cả thì có thể mình rõ giá, còn ví dụ anh em muốn chọn chất lượng thì anh em có thể tìm hiểu rồi coi bán máy có khách phản hồi lại hay không thì anh em cũng biết ha. Thì xem kênh của em là biết rồi, anh em có thể là tìm hiểu có khách phản hồi lại như thế nào đó, thì anh em có thể tham khảo ha. Rồi đây là cái máy IGBT 4 phép về chế độ đánh lì, tần số ra đằng tần số maximum nha, giảm lại nè, rất mượt nha em. Mình muốn trộn xung thì mình và chỉnh nó màu vàng ha. Đây. Còn không ấy thì mình chỉnh đánh lì, đoạn hết đây là đánh lì, trở về là đánh trộn xung. Trộn xung anh em xài
mức cộng xung thì có lúc màu vàng chỉnh tầm hướng 1 giờ hoặc 12 giờ đến được ha, xung nó vừa, nhanh quá cũng không được mà chậm quá cũng không hay ha. Đây là hướng 12 giờ nè anh em, đây là 1 giờ nè. Đây dòng này thu hoạch cá tổng hợp bao lô phi anh em luôn nha, không phải thấy nhỏ vậy chứ bắt lô phi rất ngon nha anh em. Rồi thì test sơ lược cho anh em mình tham khảo và chất lượng thanh máy thôi. Còn tiếp theo xin test hai con máy còn lại nha, máy 8 phép và máy 10 phép nha. Tùy vào nhu cầu nguồn nước thì cái sẽ thiết kế có cấu hình nhiều khi có khác nhau chút đỉnh nha nè. Và đây là máy 8 phép nha. Thì máy 8 này thì gửi cho anh em khách quen nha, anh Lâm mua máy bên em rồi, xài rất ok. Thì anh thấy bên em có đang áp dụng chương trình khuyến mãi đó, anh có ủng hộ thêm, cũng chân thành cảm ơn anh em mình nha. Thì đối với con máy này thì có hai gọc điện ra đây, thì giới thiệu sơ lược lần nữa cho anh em tham khảo cho chỗ anh em chưa xem những video trước á. Thì hai cọc điện ra là hai cọc khác màu nha, đỏ và đen. Thì đỏ anh em đi tay thuận đi, còn đen đi tay nghịch, còn nếu đi thuyền thì lắp đen mắt thuyền, còn đi cọc đỏ là bên vợt nha. Thì là khi hoàn thiện máy là như thế này nha nè đó. Thì nắp trong nắp đục và tùy nhu cầu, nếu anh em không có nhu cầu thì lắp chọn hợp ngẫu nhiên nha. Thì bên hông thì thiết kế cho anh em mình nắm chỉnh tần số, đây chỉnh bông ha, là kiểu mình chỉnh tần số là chỉnh mạnh dần là theo kia đồng hồ là mạnh lên, còn gọi anh em mình chỉnh đánh lì thì vẫn hết cái volume này mua vàng này và đánh lì giống như con máy 4 em vừa test nha, còn giảm lại đỉnh cộng xung. Thì máy có chế độ auto quạt gió nha nè, thì ba con máy đều có chế độ auto quạt hết nha. Trong video có gì sai sót mong anh em thông cảm ha, nhiều khi nói bị sót á, dọn được vấn đề nhiều khi lặp đi lặp lại nhiều không hay, nên nhiều khi có gì em nói video không, như là máy có mấy tính năng như thế nào đó thì nó đầy đủ hết rồi, không là bây giờ làm bỏ cái tính năng máy ha. Ví dụ như kẹp ngược nè, nó chống bó tải hoặc chống dập vợt này kia, nó đầy đủ tính năng cho anh em mình hết. Rồi test sơ lược nói cho anh em tham khảo ha. Thì đây để máy cấu hình máy nằm ngang cho anh em mình thấy luôn nha. Thì mặt trước mặt trên là như thế này, rồi đây nằm ngang đây. Tại thiết kế bên hông á, tại hướng camera thì để quay vào cho anh em mình thấy cho dễ nha. Đây tần số 50% nè, anh em mà giảm lại nè, tăng lên nè, quá maximum nha. Dòng này bao anh em thu hoạch cá tổng hợp bao rô phi luôn ha, cá non đẹp cho anh em mình, cá rút tặng vợt luôn. Thì anh em để cái vợt thì cá nó sẽ đảo rút vào chân cái vợt mình luôn. Nếu anh em xài bình pin cá sẽ rút ngọt lại, nó sẽ đảo tầm một vòng trở lại thôi đó. Nếu anh em mình chỉnh cho nó đảo, có thể cho đảo một vòng chứ anh em bắt ngọt quá không nên chỉnh ngọt quá nha. Nếu rô phi mà anh em mình chỉnh ngọt quá thì những con cá kia nó dễ bị chìm ha, chung cho nó đảo một vòng hoặc hai vòng là mình chung là không cho nó chạy được thôi đó. Thì còn những con cá kia nó chào được cho anh em mình, chung mình chỉnh ngọt quá thì những mặt cá trắng cá lóc thì nó dễ bị chết chìm nó, anh em lưu ý chỉnh cái thực chỉnh nha. Còn mình muốn đánh trọng xung thì mình vặn cái nút này lên nè, đây nha, trọng xung đây là vừa nha nè, nó còn chậm chút nè, còn em muốn nhanh lên nè tầm 1 giờ đang nhanh vừa ha, còn Dũng đánh lì thì mình vặn hết lên luôn, mình chuyển qua đánh lì chung máy rất ngọt nha, bóp nó không bị chảy cò nha. Đây thì máy thiết kế với tụ lọc nguồn đầu vào là được 3 tụ cho anh em mình ha, còn dàn phết công suất là phết đương đồng chân bóng là thiết kế nhôm 2 tầng, còn biến áp là 4220. Đây là tụ lọc nguồn đầu ra, thì thay thế những cái tụ nhỏ em sẽ làm cho anh em mình hai tụ lớn luôn cho nó gọn máy, với lại là cấu hình cho nó ngầu hơn chút xíu ha. Hoặc là anh em có thể thích tụ nhỏ thì em làm đây có thể thiết kế được 6 tụ nhỏ nha, mình cộng cái số chỉ số lại thì vẫn như nhau nha nè, thì bộ nguồn nước cũng có thiết kế cái tụ nó khác nhau nữa ha. Rồi thì anh em tham khảo ha, rồi xin phép cho qua con máy này và test con máy 10 nha.
thì máy 10 với máy 8 chức năng xài giống nhau, cấu hình cũng na ná nhau chứ không có gì đâu khác biệt nha nè, không có khác biệt xa đâu nha. Rồi xin phép kết máy nha. Thì máy anh em thì quan trọng là thu hoạch cá như thế nào thôi, còn dù tích bóng đèn ít đèn nhiều không quan trọng anh em, với lại nhờ không có thử lửa đồ này kia các kiểu ha, quan trọng là xuống cái độ thu hoạch của anh em mình thôi, chứ test cái đó thì không có ý nghĩa. Mình mua về đâu phải mình để test đèn đâu, lại thử lửa gì đâu, đúng không? Quan trọng là anh em đánh được hay không thôi. Giảm mặt số nha anh em, tăng lên nè. Maximum ha. Chỉnh băm nha. Đây để độ đánh lề nha anh em. Nhịp nè. Chậm nhất nè. Trung bình nè, nhịp trung bình nha, hướng 12 giờ nha, hướng 1 giờ đây. Đó, mình chích thì chích để hướng này là được rồi. Tùy mặt cá mình chỉnh đàn số, vô anh em về tạm tạm hướng 10 giờ, 11 giờ thôi là đánh được nha. Còn ví dụ mình thấy yếu hay tăng nhích lên, tại vì tùy vùng mực nước mà cái vùng nước của anh em mình chọn cấp áp, chọn cái tần số khác nhau cho nó phù hợp ha. Đánh lì rất ngọt nha anh em, bóp một phát ngọt lên ha, không bị chảy còi với nhịp, tiếng máy rất rong nha, không bị rè nha. Rồi anh em nào có yêu cầu, có con máy nào phù hợp với nhu cầu của anh em thì anh em cứ alo trực tiếp để cung cấp thông tin cho em, thì thấy giới thiệu cho anh em mình. Ví dụ anh muốn đi thuyền hoặc muốn đi bộ, hoặc anh muốn anh em mình muốn máy công suất lớn hơn nữa, bên em vẫn có nha, như là 12 feet nè, hay là 18 hoặc 16 feet lớn, là 18 feet lớn, thì bên em cũng đang tiến hành con máy 18 feet lớn như GBT cho anh em chiến hữu tiếp theo đó. Thì khi nào hoàn thiện sẽ có cái video mà hướng dẫn cho anh em mình. Thì 18 feet lớn GBT auto, mạng ngọc lão phèn tạp chất và có tích hợp và chế độ hạ cáp phá lạnh luôn. Chung là đã máy đã hoạt động rồi, chưa có vô hộp kịp anh em, tại hôm nay đang cúp điện nữa thì không có khoan hộp kịp á. Thì ở đây thì hiện tại đang cúp điện đó, thì em đang xài ánh sáng như thế này là bằng cái inverter ha. Em cũng đang bán dòng đó luôn, là anh em nào có nhu cầu hay liên hệ trực tiếp bên em. Dòng inverter sinh chuẩn nha, xài rất ok. Những video trước em đã từng có đăng lên cái inverter đó, anh em có nếu có xem theo dõi thì có thể đã thấy được cái dòng đó. Và xin tạm dừng video tại đây và xin tạm biệt anh em ha, và hẹn lại là gặp lại những video sản phẩm tiếp theo bên em ha. Thì trong video có gì sai sót hoặc sơ suất mong anh em vui lòng thông cảm bỏ qua giùm nha. Đây. Rồi xin trân trọng kính chào anh em và hẹn gặp lại vào những video và những sản phẩm tiếp theo bên em nha.